Trong một không gian được thiết kế mô phỏng khoang phi thuyền đang bay trong vũ trụ, mỗi vị khách tới đây như được nhập vai của những phi hành gia tỏa sức liên tưởng với nhiều điều thú vị. Bên cạnh đó, những vị khách còn được thưởng thức những ly cà phê thơm ngon trong khoang phi thuyền do chính những chú robot phục vụ đầy mới lạ và hấp dẫn. Từ trước đến nay ở Việt Nam thì cũng chỉ là mô hình bình thường, có nhân viên hỗ trợ phục vụ bàn. Còn đây là lần đầu tiên được thấy robot phục vụ, mình cũng thấy khá là đặc biệt và lạ, mới. Chú robot có tên gọi là Mota với chiều cao 1,3m và nặng khoảng 20kg. Chú robot này có thể phục vụ liên tục trong thời gian là 15 tiếng, cho 6 tiếng để sạc đầy và nói một số câu đơn giản cùng những biểu cảm thân thiện như cười, nháy mắt với khách khi giao đồ uống. Để đi lại được đúng tới bàn của khách theo yêu cầu, Mota được lập trình đi theo đường lai có sẵn trên nền nhà. Nếu trong quá trình di chuyển gặp chướng ngại vật, Mota sẽ dừng lại nhắc nhở khách tránh đường để tiếp tục nhiệm vụ. Sau 9 tháng với rất nhiều cuộc thử nghiệm, chú robot Mota phục vụ mới hoạt động ổn định như thời điểm hiện tại. Vì anh chị nhà mình sau một lần đi Nhật Bản, thấy cái mô hình phục vụ bằng robot của Nhật nó khá là độc đáo, nhưng mà ở Việt Nam mình lại chưa có. Mặc dù Việt Nam mình có khá nhiều kỹ sư về robot, là các cái cuộc thi Robocon khá là ấn tượng đấy, nhưng mà mọi người chưa áp dụng được vào thực tế, chưa áp dụng được vào các cái ngành dịch vụ, là anh chị quyết định làm một con robot. Đây là ý tưởng độc đáo của một nhóm bạn trẻ cùng nhau thiết kế và xây dựng mô hình quán. Để tạo ra được một chú robot Mota thì chi phí thiết kế hoàn thiện lên đến 200 triệu đồng. Và sắp tới, quán sẽ khắc phục những lỗi cơ bản cho chú robot Mota và nhân rộng mô hình cũng như giảm tải chi phí trong khi thiết kế.